Chào mọi người, thì video này em có một con máy cưa Komatsu. Con này là G3005 nha, 35cc. Thì dòng máy cưa G nòng đứng này bữa nay mọi người mua nó không chỉ nói máy cưa nói chung, mà dòng G này nó riêng giá thành nó đột nhảy lên cao lắm. Do dịch bệnh chiến tranh rồi chi phí nó tăng cao quá. Thì cái con này em có mở bô, em xem cái bít tông. Thì nói thế này luôn, mở bô xem bít tông thì đẹp tuyệt vời, nó văng ngang đẹp không có chê luôn nha mọi người, như mới vậy. Này về mình vệ sinh mình trà đi rồi mình xịt bóng lên cho con máy nó đẹp. Này là có xả áp không, người 3.5 nha, làm sức chim xe máy nha mọi người. Mấy dòng G mọi người biết rồi, giá nhập ở đây nó cao không tưởng luôn. Ừ, 3.5 này thôi nó nhập giá phải 3 triệu. Chế quan rồi gì nhiều, nói chung bên trong mình chưa động chạm gì, về sau bán vậy thôi, chỉ lau sơ cái vỏ cho nó dễ nhìn một tí. Đó, nói chung là bao hơi. Nó nghe tiếng xả đó mọi người. Này, bao hơi cho mọi người nha, bao hơi. Đó. Này về mọi người vệ sinh đây nha. Hôm nay mọi người giờ đi mua để dùng không, có giá nó trên 3 triệu, 3 triệu rưỡi một cây trở lên. Con này để cho mọi người 2.3 triệu nha, 2.3 triệu nha, là cái giá khá là hữu nghị rồi đó. 2.3 triệu nha mọi người. Đó, có xích bằng con 2.3 triệu nha mọi người, không bao ship nha, bao hơi cho, bao nồng. Bao ở đây nghĩa là mình mở bô ra, mình xoay kéo bít tông, mình thấy nó rất là đẹp. Đó. Chứ còn cũng không có phải là mở banh ra hết để kiểm tra đâu nha. Chưa có dọn nha. Rồi, 2.3 triệu. Giá hữu nghị cho mọi người, 2.3 triệu. Không bao ship nha, mua thì chuyển khoản giùm em. Bây giờ mọi người đi nhập một con 3.5 triệu thì giá của nó không có 2.3 triệu đâu. Giá nó từ 2.6 triệu, 2.7 triệu trở lên. Nếu mà con mà xuất sắc, đẹp xuất sắc nữa thì chỉ có cái giá 2.8 triệu, 3 triệu con. 2.3 triệu không.